Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày Chúa Nhật lại đến. Con lắng nghe Chúa nói với con: chính anh em là muối cho đời, nhưng muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Chính anh em là ánh sáng cho trần gian, cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng. Muối tự nó không có ý nghĩa gì, nhưng lại mang đến hương vị. Ánh sáng được đặt ở đó để chiếu sáng ngôi nhà hay lối đi. Trong cùng một cách thức ấy, cộng đoàn không tồn tại cho chính mình, nhưng là để phục vụ Thiên Chúa, bằng cách đặt các anh chị em vào trung tâm. Điều gì đang nổi trội trong cộng đoàn của con? Là con người hay cơ cấu của nó? Lạy Cha, con xin dâng ngày sống này cho công cuộc truyền giáo của Ngài. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Cùng Chúa Giêsu trong ngày. Trước khi tiếp tục ngày sống hôm nay, con dành ít phút để nghỉ ngơi cùng Chúa Giêsu và suy ngẫm về những gì Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ. Kinh Thánh luôn mời gọi chúng ta mạo hiểm để gặp gỡ diện mạo của người khác, với sự hiện diện thể lý, với nỗi đau, với những phàn nàn hay niềm vui lan tỏa một cách gần gũi và liên tục của họ. Suy tư này mang lại cho con những cảm nhận gì? Con dành thời gian để suy nghĩ về nền tảng những mối quan hệ của con. Điều gì con muốn thăng tiến trong tương lai? Đức Chúa là Thiên Chúa của cuộc gặp gỡ cá vị. Con tiếp tục hành trình hôm nay với thái độ này. Cùng Chúa Giêsu buổi tối. Cuối ngày sống, con tìm kiếm một nội tâm an tĩnh và nhìn lại ngày hôm nay, để chú tâm vào các cuộc gặp gỡ mà con đã trải qua giữa người với người. Cuộc gặp gỡ nào là quan trọng nhất với con và tại sao? Con đã cảm thấy như thế nào? Cuộc gặp gỡ ấy đã để lại điều gì trong con? Con viết xuống những gì con đã khám phá và tạo ra một giải pháp để từ đó những cuộc gặp gỡ tiếp theo của con sẽ chú tâm hơn vào các anh chị em mình. Con xin Cha ban xuống những ơn lành cho cộng đoàn giáo xứ của con. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.